xào tôm mẻ thôi quý vị, ăn với bắp chuối. Cái trải nghiệm nó rất là dư quý vị. Cả bỏ vô cái tôm mẻ thì nó sẽ thơm, nó đỡ nó ngán. Rồi tôm mẻ thì thôi mình sẽ xào chung, xào cũng rất là ngon. Cái cũng tạo thành một cái loại nước chấm rất là ngon, cái gì chấm với rau với thịt với thế thì cũng ngon, đặc biệt chấm với ốc luộc thì rất là ngon.